Triều Tiên từng có một trận hải chiến khiến cả thế giới phải biết đến như cách ông cha ta từng làm với Trung Quốc. Trận đánh không hề cân tài cân sức nhưng lại khiến cho Nhật Bản thời bấy giờ phải chịu thất bại nặng nề. Hãy cùng chúng tôi lật lại những trang sử huy hoàng để tìm hiểu bối cảnh và diễn biến của cuộc thư hùng này nhé. Vào những năm cuối cùng của thế kỷ 16 khi Toyotomi Hideyoshi, người đứng đầu Nhật Bản lúc bấy giờ mang dã tâm thôn tính nước láng giềng Triều Tiên. Ở bến cảng quân sự, các tướng lĩnh của Hải quân Nhật Bản đang lên kế hoạch để kết thúc cuộc chiến dai dẳng với triều đại Joseon. Nhất chính Hideyoshi đang gửi thêm quân chi viện để đảm bảo rằng họ có thể đánh bại kẻ thù một lần và mãi mãi. Thống lĩnh đoàn quân này được cho là người có thể chế ngự được vị tướng kiệt xuất Lý Thuấn Thuần của Triều Tiên. Về phía Triều Tiên, lính do thám đã nhìn thấy những tội ác tay trời của bọn lính Nhật, chúng cướp bóc lương thực của dân làng lân cận. Chỉ cần nếu kháng cự sẽ bị giết hoặc cắt mũi, còn đem cả trẻ em ra làm bia tập bắn. Nhưng vấn đề nguy cấp hơn là 25.000 quân địch đang trên đường đến để tiếp viện. Ở bến cảng, tất cả quân dân Triều Tiên đang đồng lòng hợp sức đóng quy thuyền. Một con tàu bất khả chiến bại khiến các samurai khiếp sợ trước sức mạnh kinh khủng của nó. Người đàn ông này tuy bị bọn lính giặc vây hãm nhưng vẫn ra sức chống trả để lấy đầu chúng. Từ đâu tiếng súng vang tới tiễn người anh hùng ra đi mãi mãi. Đoàn quân tiếp viện được Hideyoshi cử đi đã đến nơi. Dường như đám lính Nhật đến đây từ trước cũng không hề có thiện cảm gì với toán quân kia. Tối hôm đó, bộ chỉ huy hải quân Triều Tiên đã xảy ra lục đục nội bộ. Những tướng lĩnh cấp thấp đang muốn hội quân cùng lục quân của triều đình để chống giữ, trong khi đô đốc Lý Thuấn Thuần thì muốn sử dụng sức mạnh của quy thuyền để cầm chân giặc. Trong lúc bế tắc thì một tai họa khác đã giáng xuống hải quân, thuyền trưởng Bê Hồng Súc đã tử trận khi đối đầu với kẻ thù. Để làm nhục sĩ khí bắc quân Triều Tiên, lính Nhật chạm đầu tất cả các xác chết. Lúc bấy giờ hải quân của Joseon chỉ còn lại 13 tàu chiến và 200 lính chính quy mà thôi. Lý đô đốc đi thám thính mặt biển với những xoáy nước để lên kế hoạch, một suy nghĩ táo bạo chưa từng diễn ra trong lịch sử. Để vững lại tâm lý ba quân, ông cho chả bất cứ kẻ nào sợ thua. Đêm đó những vị tướng tử trận hiện hồn về báo mộng, nhờ đó mà cứu sống ông khỏi tên thích khách kia. Hắn vung kiếm lên thì bị vị lão tướng dùng chính con dao găm ám sát đâm vào cổ. Thuộc hạ của ông lập tức có mặt để giải cứu chủ tướng khỏi kẻ thù. Họ liên tục tung ra những cú chém nhằm đoạt mạng bọn tiểu nhân đánh lén. Tuy mạnh mẽ là thế nhưng cũng lạnh một nhát trên vai khiến máu loang ra khắp người. Với bá khí của chiến tướng, ông vung mình hạ gục kẻ địch. Vừa ra ngoài, Lý đô đốc sững sờ khi chứng kiến tai họa khủng khiếp đang giáng xuống hải quân Joseon. Chiếc quy thuyền đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Thủ phạm không ai khác chính là thuộc hạ của ông. Hắn đốt rụi hy vọng cuối cùng của quân đội rồi dùng thuyền nhỏ trốn đi nhưng đã bị thiện xạ bắn chết giữa biển. Tin tức này nhanh chóng đến tai bộ chỉ huy của quân đội Nhật Bản. Nỗi khiếp sợ của chúng giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Tên thống soái Tô Du tỏ ra khoái chí và lập tức huy động toàn quân tổng tấn công vào vùng biển của Triều Tiên. Người lính trinh sát lúc này bị đám lính Nhật phát hiện, anh lẻn vào đoàn người đang bị áp giải trên đường để thoát thân. Một người đàn ông Triều Tiên đi lạc trong rừng thì bị hai tên lính trấn áp. May mắn là có một cậu bé và một tướng quân Nhật Bản đến giải cứu kịp, hóa ra anh ta là gián điệp được cài vào quân địch. Sáng hôm đó, Lý đô đốc một lần nữa ra biển để xem xét các dòng hải lưu. Tin tức thám thính gửi về cho biết ngày mai thủy quân của Nhật Bản sẽ tới với một hạm đội gồm 330 thuyền và tướng tiên phong là Kurushima. Hắn được mệnh danh là vua hải tặc và rất am hiểu vùng biển này. Đợt tấn công gấp rút khiến lão tướng của Joseon phải nhanh chóng chuyển quân đến Sujeong. Với lợi thế về áp đảo, về số lượng cùng trang bị thì họ không thể nào đánh cân kèo được. Trước tình thế đó, Lý đô đốc đã ra lệnh đốt rụi doanh trại để không chờ đường lui cho binh lính. Lúc này dù không còn quy thuyền nữa, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quyết tử cho tổ quốc quên sinh. Sáng hôm sau, toàn bộ thủy quân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Lý Thuấn Thuần lên đường nghênh địch tại eo biển. Mọi người đều đồng lòng quyết tâm chặn địch đến hơi thở cuối cùng. Thời khắc sinh tử đã điểm, đoàn tàu chiến hùng hậu của quân đội Nhật Bản đang tiến gần hơn trong làn sương mù. Cảnh tượng hãi hùng đó khiến bất kỳ người đàn ông gan dạ nào cũng không khỏi nao núng. 330 con tàu, bao gồm cả soái hạm đang di chuyển trên vùng biển rộng lớn, trực chờ nghiền nát 13 chiếc thuyền cuối cùng của Triều Tiên. Để chiến đấu với một lực lượng khủng khiếp như thế, Lý đô đốc cho tàu của mình ra dụ bọn chúng. Ông không hề kéo cờ hiệu lên nhằm để nghi binh. Số thuyền còn lại thì ẩn mình sau eo biển. Có lẽ những tướng lĩnh cấp dưới đang run sợ trước nhạy khí hừng hợp của kẻ thù. Sau đó, vị lão tướng tài ba lệnh cho quân xoay mạn thuyền về phía bên phải và chuẩn bị cung tên đại bác. Phía bên kia vì có lợi thế súng lớn nên chúng bắt đầu khai hỏa trước. Loạt đạn đầu tiên bắn rất chuẩn nhưng lại không hề gây ra bất kỳ thương vong nào cho binh lính Triều Tiên. Khi những con tàu của chúng bị va vào nhau do dòng biển lúc này thay đổi đột ngột, Lý đô đốc ra lệnh dội mưa đại bác và cung tên vào tàu tiên phong của địch. Đáp trả lại đòn rát đó là những loạt đạn chí mạng đến từ những khẩu súng lợi hại. Bên Triều Tiên lập tức xoay sang mạn trái rồi dội cơn mưa đạn thứ hai khiến thương vong của địch ngày càng lớn. Lúc này mẹ biển cả đang đứng về phía của hải quân Joseon, họ liên tục gây khó khăn cho tàu Nhật. Những tên thủ lĩnh của Nhật Bản đang lo lắng khi đội tàu nhỏ bé kia lại gây khó khăn cho hạm đội tiên phong của Kurushima, người mà chúng tin tưởng sẽ dễ dàng đè bẹp hải quân Triều Tiên. Có vẻ nỗi ám ảnh về thất bại đang quanh quẩn trong đầu bọn tướng lĩnh vì 6 năm qua chúng vẫn không thể nào đánh bại Triều Tiên trên biển. Để đáp lại đòn tấn công đó, vua hải tặc tiếp tục cho đoàn tiên phong thứ hai tiến lên nghênh chiến mà không hề nhận ra dưới mặt biển đang có vấn đề. Một lần nữa dòng hải lưu lại đổi hướng khiến việc ngắm bắn của tàu Triều Tiên gặp nhiều trở ngại, lão tướng bèn cho cắt neo để rút lui an toàn. Thế cờ đã bị xoay chuyển 360 độ,
Tàu của Zhou Sun lúc này đang phải căng mình gánh chịu những phát đạn chí mạng vừa phải xoay sở để không va vào đá, chỉ có như vậy thì họ mới có thể toàn thây trở về. Trong khi đó, tàu tiên phong của địch đang lao đến với tốc độ chóng mặt để tiếp cận xoáy hạm Triều Tiên, nhận thấy không còn đường về nữa, Lý Đô Đốc ra lệnh toàn quân chuẩn bị đánh giáp lá cả. Đám lính Nhật quăng rất nhiều dây móc sang tàu của ông và ra sức kéo nó gần lại. Khi chúng vừa leo lên cầu để xông qua thì một loạt đạn từ lỗ châu mai đã xé xác tất cả những kẻ nào dám đi tiên phong. Tiếp theo là một loạt mưa tên găm thẳng vào bạc oa khấu và cuối cùng là một trận đại bác tiễn tàu địch về với biển sâu. Một con tàu khác lại đến tiếp cận và đã tràn sang bong tàu của Lý tướng quân. Binh lính Triều Tiên chống cự quyết liệt trong vô vọng khi mà không một con tàu cứu viện nào tới. Lúc này đã có 4 con thuyền vây quanh tạo nên một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Bọn Nhật còn quăng bom lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Trong tình thế tuyệt vọng, một người lính đã cầm ngọn đuốc châm vào đầu thuốc súng khiến mọi thứ nổ tung. Lý Đô Đốc cũng không lường trước được tình huống này nên đã bị trọng thương. Không từ bỏ, ông xuống bong tàu ra lệnh cho mọi người tập hợp đại bác ở vị trí mái chèo trái để mở đường máu. Những vị tướng dưới trướng của ông lúc này đang bật chế độ cuồng sát và càn quét mọi kẻ thù trước mặt. Đoàn một tiếng nổ kinh thiên động địa từ những khẩu súng đẩy một con tàu của địch xa xa. Trong làn khói dày đặc của thuốc súng, mọi người đều tưởng rằng Lý Đô Đốc đã thất bại và triều đại Zhou Sun đã đến lúc lụi tàn, nhưng không một kỳ tích đang xảy ra trên eo biển Mieong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chỉ một lúc sau, người dân và binh lính Triều Tiên đều hò reo trong sung sướng vì soái hạm của họ vẫn trụ vững, còn những tên tướng samurai thì không khỏi bàng hoàng tột độ. Chính vào lúc này, sĩ khí của toàn quân Zhou Sun đã được đẩy lên đỉnh điểm, họ đã dốc sức đẩy tất cả địch xuống biển. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì hải lưu lại thay đổi một lần nữa, kéo theo nhiều xoáy nước lớn có thể nhấn chìm cả một đạo quân. Kuzushima giờ đây mới nhận ra chiến thuật cầm cự của Lý tướng quân thì đã quá trễ. Hắn cố gắng cứu vớt tình hình bằng cách tăng tốc hạm đội để tiếp cận tàu Triều Tiên. Lão tướng lập tức ra lệnh cho Dương Cờ Hiệu để gọi chi viện. Một tay bắn tỉa đứng trên lầu cao đang nã từng phát đạn chuẩn xác vào đầu của những binh lính Zhou Sun đang cố gắng kéo lá cờ lên. Đại đô đốc nhận thấy tình hình và lập tức bắn một viên đại pháo về phía soái hạm của Nhật khiến đường đạn của hắn bị lệch đi. Cờ đã dương nhưng tên này vẫn quyết tâm ám sát chủ soái của Triều Tiên cho bằng được. Trong lúc đang ngắm bắn thì một mũi tên từ đâu bay tới găm thẳng vào con ngươi của hắn, gã la hét trong đau đớn rồi mất thăng bằng rơi thẳng xuống biển. Thì ra vị tướng quân thiện xạ đã ra tay đúng lúc để cứu Lý Đô Đốc một mạng. Kuzushima cử một con tàu dơm cảm tử chứa đầy thuốc súng tiếp cận soái hạm của Triều Tiên. Bên trong nó là những tù nhân đang ra sức kéo mái chèo. Vị tướng tài này ra sức bắn hạ nó nhưng cũng không thể thành công. Anh lính trinh thám bị bắt làm tù binh đang cố ra hiệu cho quân mình nhận biết nguy hiểm đang đến gần. Chàng ta cố gắng trèo lên phía trên và lèo lái con thuyền đi hướng khác trong khi nó sắp sửa phát nổ. Bỗng tên lính Nhật từ đâu xông tới đâm hai phát chí mạng vào người anh. Không từ bỏ, người lính can trường đã dốc hơi thở cuối cùng để ra hiệu cho người vợ cầm báo hiệu cho Đô Đốc. Kuzushima lúc này đã hết kiên nhẫn và ra lệnh cho toàn hạm đội tiến lên quyết một trận sống mãi với quân đội Triều Tiên. Nhưng những xoáy nước lại xuất hiện làm chệch hướng di chuyển của hai bên, tất cả đang phải gồng mình chống chịu cơn thịnh nộ của biển dữ. Như những kẻ khát máu đầy hận thù, bọn họ lao vào nhau để thỏa sức tàn sát giữa xoáy nước dữ dội. Dưới khu vực mái chèo, tất cả mọi người đều rút vũ khí xông lên bong tàu tử chiến tới giọt máu cuối cùng. Kuzushima cũng đã chuẩn bị xuất chiến, mục tiêu của hắn lúc này không ai khác chính là Lý Đô Đốc, nhưng chưa kịp giáp chiến thì soái hạm của hắn đã lãnh một cơn mưa đại bác đến từ những chiếc tàu chi viện của Triều Tiên. Tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản đang dần lung lay và sắp rửa chìm xuống đáy biển sâu. Kuzushima phi thân sang tàu bên cạnh để truy sát vị lão tướng. Chưa kịp đến gần thì hắn bị cung thủ găm cung tên chi chít vào người trông không khác gì một con nhím. Chưa từ bỏ, hắn cố giơ thanh gươm xông tới như một con thú điên nhưng rồi bị Lý Thuấn Thuần một chém bay đầu. Mọi người như chết lặng vào đúng khoảnh khắc ấy. Toàn bộ thủy quân Nhật Bản đã bắt đầu run sợ trước sự chống trả không tưởng của một con tàu nhỏ bé. Lý Đô Đốc cuối cùng đã chặn đứng được mũi tấn công như vũ bão của địch, nhưng ông cần phải thoát ra khỏi xoáy nước tử thần kia. Người dân chèo thuyền ra để giúp sức kéo xoáy hạm. Cơ hội đã đến, tên chủ xoáy Nhật Bản ra lệnh cho toàn quân tiến đến dứt điểm thủy quân Triều Tiên một lần và mãi mãi. Trong lúc đó, tàu của vị lão tướng đã được cứu. Có điều thay vì ra lệnh rút lui, ông lại ra cho chặt bỏ cờ hiệu, lợi dụng sức đẩy của dòng nước, vị Đô Đốc cho 13 chiếc thuyền của mình đâm thẳng vào xoáy hạm của quân Nhật để phá vỡ tiền tuyến địch. Đỡ không nổi trước thế chẻ tre của hải quân Triều Tiên, hạm đội Nhật Bản dần tan vỡ và rút lui trong hoảng loạn. Sau trận Mieong, Lý Thuấn Thuần đã chính thức ghi tên mình vào sử sách với chiến thắng không tưởng và huy hoàng nhất lịch sử hải quân thế giới. Những thước phim oai hùng chứng tỏ tinh thần bất khuất và lòng quả cảm của con người yêu nước. Cho dù cơ hội chỉ là một thì vẫn phải cố gắng đứng lên. Đây là một trận chiến để lại nhiều bài học xương máu cho bất kỳ quốc gia nào muốn giữ vững bờ cõi trước sự xâm lăng của các thế lực hùng mạnh và tàn ác. Quả thực đạo lý anh hùng vang danh thiên cổ, tiểu nhân hậu thế chê cười luôn ứng nghiệm trong mọi trận chiến tự cổ chí kim, chứ không như bộ phận có ca có ly nhưng muôn đời khát nước nào đó, mãi lưu vong bại tướng ngàn đời.